Hello, xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay mình làm cái video này hơi trễ nha. Mọi người cũng sẽ ngạc nhiên là tại sao mình sẽ phải làm cái video này. Thì cái video ngày hôm nay mình chia sẻ là một cái vấn đề, nói chung là cũng có rất là nhiều bạn quan tâm mọi người. Thì ngày hôm nay mình đi mua một cái flycam. Thì khi mình mua một cái flycam về cũng nhằm mục đích là để làm YouTube, để quay những cái cảnh video đẹp để chia sẻ mọi người. Nhưng mà cái giấc mộng đó nó tan vỡ rồi. Vì sao? Vì khi mà trước khi mình mua, mình không nghĩ là nó có quá nhiều rắc rối như vậy. Nhưng mà khi mua xong rồi thì mình mới thấy nó quá rắc rối. Cái rắc rối, cái vấn đề này mình nghĩ chắc lẽ là mình trong cái phạm vi nước Mỹ thôi mọi người. Còn ngoài nước Mỹ như thế nào thì mình không biết. Nếu mà bạn nào biết thì có thể comment bên dưới giúp mình nha. Thì ngày hôm nay mình đi mua một cái con flycam này. Con flycam này là con mini DJI-3 mọi người. Thì khi mình mua về thì mình mới tìm hiểu là cái điều đầu tiên nhất là mình phải đăng ký cái chiếc máy bay này. Đăng ký ở đâu và đăng ký như thế nào? Thì nói chung là đăng ký thì nó cũng đơn giản thôi mọi người. Khi mình đăng ký thì mình sẽ đăng ký với Cục Quản lý Hàng không của Mỹ, đó là FAA, nhớ viết tắt là FAA, là Cục Quản lý Hàng không. Thì mình phải đăng ký cái mã số series nè, cái mã số series của cái camera, của cái flycam này. Mình phải đăng ký một cái mã, không phải mình đăng ký một cái mã, mình sẽ vô một cái website, vô cái website của FAA để mình mở một cái account riêng. Tức là mình mở một cái account và sau đó mình vô trong cái account mình để đăng ký cái flycam này. Thì cái con flycam này là con mình đăng ký thì mình sẽ bỏ cái số series vô, mình bỏ họ tên mình vô, địa chỉ mình vô, email và cái số điện thoại, chỉ đơn giản vậy thôi. Và mình phải trả $5. $5 này nó có thời hạn trong vòng 3 năm mọi người. Thì trong 3 năm thì mình có thể bay, nhưng với điều kiện trong cái phạm vi luật pháp họ cho phép. Tức là mình chỉ đăng ký chiếc máy bay thôi thì mình chỉ được bay trong cái phạm vi là trong cái phạm vi gia đình. Tức là gia đình là như sao? Gia đình tức là mình chỉ đi chơi với gia đình và mình quay lại những cái cảnh đẹp của gia đình mình và không được phép chia sẻ cái video đó lên trên YouTube hoặc là trong cái mục đích là thương mại mọi người. Tức là mình kiếm tiền, tức là mình không thể nào dùng cái video đó để kiếm tiền, gọi chung là mục đích là thương mại á. Thì trong cái luật họ có quy định là khi mình đăng ký mình có thể bay nhưng với điều kiện là dưới 400 feet. Thì 400 feet chắc lẽ là khoảng 150 mét thì phải. Dưới 400 feet. Oh my god. Dưới 400 feet và mình phải cách cái sân bay là 15 mile các bạn. Phải cách sân bay là 5 mile mình mới được phép bay. 5 mile chắc nó rơi vào tầm khoảng 10 cây số thì phải. Mình cũng không rõ vấn đề lắm. Thì nói chung là 5 mile. Thì mình phải bay cách sân bay là 5 mile và mình phải vô trong cái website. Đây mình phải sẽ cho mọi người coi nha. Cái website của cái app các bạn. Cái app này nó gọi là Before You Fly. Có nghĩa chắc lẽ là Before You Fly. Tạm dịch là Before You Fly. Tức là trước khi mình bay, mình phải vô một cái app này để mình kiểm tra các bạn. Đây. Đây là cái khu vực mình ở là cái chấm này. Thì ra khu vực mình ở là hoàn toàn không được bay. Thấy các bạn thấy không? Nguyên cái khu vực này không được bay vì sao? Vì đây là khu vực của quân đội mọi người, cho nên mình không được bay. Và ngay cái vị trí mình ở đi, ngay cái vị trí mình mà ở cũng không được bay là vì sao? Vì nó gần sân bay. Và mọi người thấy không? Đây một cái sân bay và đây một cái sân bay nữa. Thì nó gần sân bay thì họ sẽ không cho phép bay. Và khi mình ra ngoài này á, khu vực ngoài này thì họ cho phép bay nè. Họ cho phép bay nhưng với điều kiện là khu bên ngoài rồi. Tức là ra ngoài đó quay gì, cánh đồng không có gì đâu quay, đúng không mọi người? Đó thì nó sẽ bị hạn chế. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai mình sẽ bị hạn chế là mình quay mình chỉ được sử dụng trong nhà mình coi thôi, chứ mình không được phép là bay xong rồi quay lại và chia sẻ trên YouTube hoặc là làm cái video đó để kiếm tiền mọi người, thì không được. Đây, còn ở đây nữa này, mình sẽ cho các bạn coi. Thì sau khi mà các bạn đăng ký xong thì họ sẽ gửi về cái email mình một cái mã số. Thì mình dùng cái mã số này, nếu như mà trong những trường hợp mà họ hỏi thì mình có mã số để mình đưa mọi người. Và khi mà các bạn bay á, thì các bạn cũng lưu ý
khi mà các bạn bay, các bạn cũng lưu ý là mình chỉ được phép bay trong cái phạm vi tầm nhìn của mình thôi. Tức là mình cho một chiếc máy bay này nó bay, máy bay này gọi là máy bay không người lái. Khi mà mình lên website của họ thì họ gọi là máy bay không người lái, thì mình chỉ được bay trong khoảng cách tầm nhìn của mình thôi, không được bay khỏi cái tầm nhìn của mình. Đó là một chuyện. Còn khi mà các bạn bay, các bạn không được bay trên đầu của những cái người của người bên dưới các bạn. Tức là mình chỉ được phép bay những cái chỗ nào mà không có người, hoặc là bay bên hông mình chứ không được phép bay lên đầu. Cho nên mình không được đem ra bãi biển để bay, hoặc là những cái khu công viên có nhiều người để bay. Và mình càng không được bay gần những khu vực mà trình diễn âm nhạc, hoặc là trình diễn vân 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 vân. Nói chung là trình diễn thì mình không được phép bay vào trong khu vực đó, chỉ được bay ngoài khu vực thôi. Ok, đó là cái vấn đề mà video mình quay không được phép kiếm tiền. Còn nếu như mà các bạn muốn kiếm tiền từ cái video của mình quay được á, thì các bạn phải lên trang web của họ đăng ký một cái khóa học. Hình như lúc nãy mình coi là cái khóa học đó mình cũng không chắc lắm. Cái khóa học đó là các bạn phải đóng $150. $150 sau khi các bạn học xong rồi, các bạn phải đăng ký với FAA, Cục Quản lý Hàng không của Mỹ, để các bạn có thể thi lấy một cái bằng, nó gọi là bằng pilot, bằng giống như phi công như mọi người. Nhưng mà phi công này là phi công điều khiển chiếc máy bay không người lái này, chiếc máy bay mà mọi người hay còn gọi là flycam á. Đó, thì khi mà các bạn có được cái bằng đó rồi thì các bạn được phép bay trong, tức là mình được phép bay trong phạm vi rộng hơn đối với những người mà không có bằng. Và các bạn có thể upload cái video đó lên trên YouTube để kiếm tiền, hoặc là các bạn dùng cái video đó để quảng cáo vấn đề gì đó mà kiếm được tiền. Thì mình cũng đã coi sơ trên mạng thì có một cái trường hợp của một cái anh YouTuber, anh ta là người Mỹ, mình không tiện nói tên đây. Anh ta là người Mỹ thì anh cũng có rất là nhiều cái subscriber rồi và cũng kiếm rất là nhiều tiền từ YouTube rồi. Nhưng mà anh chơi, anh mua một cái flycam về anh bay để anh quay video lại, mà anh không có đăng ký và cũng không có bằng bay. Thì anh đem lên trên YouTube thì sẽ gây ra tình trạng là cái video của anh kiếm được tiền. Thì khi mà cái video kiếm được tiền thì cái YouTube họ quét, và sau đó FAA họ vô trong cái YouTube để họ tìm hiểu, thì họ thấy là cái video anh quay để nhằm mục đích là kiếm tiền thì anh đã phạm luật mọi người. Thì khi mà anh phạm luật thì FAA đưa ra một cái tiền, mức tiền phạt đầu tiên nhất là $155,000. Đó, các bạn thấy không? $155,000 là đó, là chưa tính tới những cái tiền khác nữa. Cái đó chỉ là cái mức mà phạt lúc ban đầu thôi. Còn rất là nhiều chi phí nữa đó phải trả. Cho nên bạn nào mà sống ở trên Mỹ, nước Mỹ á, thì các bạn khi mà các bạn dùng flycam thì các bạn cẩn thận nha. Thứ nhất, phải đăng ký cái flycam của mình cho FAA. Thứ hai, mình phải biết được cái lực, chỗ nào mình được bay, chỗ nào không được bay, thì mình sẽ download cái app về để chỗ nào được bay hoặc không được bay trong app nó có cho mình thấy. Nhưng mình phải biết lực là mình phải bay dưới 4.000 feet và bay cách sân bay là 5 mile thì ok, và bay trong cái phạm vi mà mình nhìn thấy được cái chiếc máy bay của mình là ok, và không được phép dùng cái video để kiếm tiền. Nếu muốn bay hơn cái phạm vi họ cho phép thì mình phải đăng ký với FAA và đi học một cái khóa sử dụng cái chiếc máy bay này, và học khóa đó thì họ sẽ dạy tất cả các luật cho mình. Và sau khi mình học xong thì mình còn phải thi nữa mọi người. Mình phải thi đăng ký một cái ngày, mình phải lấy một cái ngày, mình sẽ lên một cái website của FAA và mình lấy một cái ngày hẹn để mình đi thi. Khi mình đi thi xong rồi mình đạt đủ điểm thì họ sẽ cấp cho mình một cái bằng bay. Cái bằng bay giống như là một cái giấy chứng, cái bằng lái xe mình vậy đó. Thì cái bằng bay, thì cái bằng bay đó các bạn có thể bay để quay phim, hoặc là các bạn có thể dùng cái video đó để các bạn có thể kiếm tiền từ cái video mà mình đã quay. Các bạn có thể bỏ lên YouTube, hoặc là các bạn có thể làm một ích thương mại nào đó. Thì ok, thì các bạn được phép. Và các bạn, nhưng mà được phép trong phạm vi thôi nha mọi người. Tức là mình vẫn phải tuân theo những cái lực mà họ đưa ra đó. Thì mình chỉ được bay trong phạm vi họ cho phép là dưới 400 feet và cách sân bay là 5 mile, mình nhắc lại nha. Và
phải vô trong cái app của họ để mình có thể xem được là khu vực nào được bay và khu vực nào không được bay các bạn. Đây cái app này, đây, mình mở cái app ra. Đây, cái app này. Đấy mọi người thấy không? Đó thì nó sẽ hiện ra những cái màu. Đó, thì khi mà mình kích vô thì cái chỗ này là nó không cho mình bay nè, thì nó ghi nè. Rất là nhiều lực nha mọi người, không đơn giản đâu. Cho nên khi mà mọi người muốn bay flycam là nên cẩn thận nha, mình khuyên trước. Thì thôi thì mình không thể nào dùng flycam để làm ra những video mà quay từ trên không cho mọi người được. Xin mọi người thứ lỗi. Mình chỉ quay những video mà bằng Google hoặc là điện thoại hoặc là những camera khác thôi, chứ không quay từ bầu trời xuống được. Tại vì nó rất là nhiều lực mọi người. Khi mà mình biết được những cái lực đó rồi thì ở Mỹ á, cái điều quan trọng nhất là mình đừng để phạm lực. Tại vì phạm lực nó rất là phiền phức. Thứ nhất phiền phức cho mình và nó phiền phức cho cái nó mất cái thời gian của mình. Đấy, cho nên muốn bay con flycam này, điều đầu tiên mình nhắc lại mọi người nha, muốn bay con flycam này với mục đích không thương mại, tức là không kiếm tiền từ video của mình, điều đầu tiên mình phải làm lên website của FAA.gov các bạn, GOV, lên trong web đó mình tạo một cái tài khoản với FAA và sau đó mình bỏ information, mình bỏ thông tin của cái chuyến bay của mình vô, số CV của chuyến bay mình, họ tên mình, địa chỉ mình và số điện thoại mình và cái email của mình. Sau đó họ sẽ gửi một cái email về trong cái email của mình á, họ sẽ gửi về cho mình một cái mã số. Cái mã số đó nó giống như là cái biển số xe của mình nha mọi người. Cái mã số, thì cái mã số đó để họ quản lý chiếc máy bay của mình. Và khi mình dùng nó thì mình phải bay là dưới 400 feet, cách sân bay là 5 mile. Và chỉ bay trong phạm vi cái map, cái bản đồ trong cái app cho phép, không được ra khỏi cái bản đồ đó. Đó là một chuyện. Còn các bạn muốn nâng cấp và muốn sử dụng cái video của mình để kiếm tiền thì các bạn có thể đăng ký với FAA một cái khóa học. Mình sẽ đi học một khóa, hình như là mình hôm lúc nãy mình coi hình như một cái khóa là kéo dài như 2 ngày thì phải, mình không nhớ nữa, các bạn có thể check trên website nhé. Thì mình đăng ký một cái khóa học, mình đóng là như 150 đô. Mình cũng không nắm rõ mấy, tại vì nãy coi mà coi lướt qua thôi, rồi nhanh chóng làm cái video này để chia sẻ mọi người. Thì mọi người muốn biết thêm thông tin chắc cú thì có thể lên website, hoặc là lát mình sẽ tìm hiểu kỹ lại và mình sẽ bỏ bên dưới để các bạn coi nhé. Thì con này là mình bay là mình mua là gần 900 các bạn, mà bây giờ không bay được cho nên không mở bọc, ngày mai đi trả. Đấy, mình đăng ký một cái khóa học xong mình thi một cái pilot, mình thi một cái bằng phi công, bằng phi công lái máy bay không người lái này, máy bay đồ chơi. Bằng phi công này, nghe bằng phi công nghe ghê ha. Bằng phi công thì sau khi mình có được cái bằng đó rồi thì các bạn có thể quay video ngoài cái phạm vi họ cho phép hơn nữa, tức là ngoài phạm vi họ cho phép, và mình có thể dùng cái video đó để có thể đăng lên cái YouTube mình hoặc đăng lên trên cái những cái diễn đàn nào mà mình kiếm được tiền, hoặc đăng để làm quảng cáo thì mình kiếm được tiền, thì lúc đó mới gọi là hợp pháp nha mọi người. Đó, cho nên ở Mỹ muốn dùng con flycam các bạn phải coi video của mình để có thể biết thêm thông tin. Mình không dám làm bậy, không dám bay bậy cho cái con này. Thật sự, mình nói thật sự, ở Mỹ là sợ nhất là dính lực, cho nên tốt nhất là không dùng con này trong cái video của mình. Mình thấy có rất là nhiều bạn đang sử dụng con flycam này để tạo ra nhiều video cho trên YouTube. Nhưng mà các bạn nên nhớ, thường thì họ sẽ không nắm đầu mình một lần đâu. Họ đợi nhiều, họ sẽ nắm đầu mình. Và khi họ nắm rồi thì các bạn biết hậu quả rồi, tiền phạt. Lúc đó mình không nói và cũng không giải thích được là mình không biết. Mình không được quyền nói tôi không biết khi mà họ phạt mình. Lúc đó là mình dính trưởng rồi, mình phải chịu tiền phạt thôi. Đó, tiền phạt bao nhiêu thì mình cũng không biết. Cái vấn đề đó mình không biết, tiền phạt bao nhiêu thì không biết. Nhưng mà tốt nhất mình đừng nên sử dụng nó để quay cho video của mình thì nó sẽ tốt hơn mọi người. Ok,
thì thôi video này mình sẽ kết thúc tại đây nhé. Hy vọng là các bạn sẽ thích video của mình. Nếu thích thì bạn nào chưa đăng ký thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha mọi người. Thì bây giờ mình sẽ kết thúc video tại đây. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.